Sao
sợ nhỉ? Mình vào chào hỏi Đào Hoa. Yeah. Bác ơi. Không trả lời mẹ. Cô ơi. Hả? Cũng không trả lời mẹ. Bạn ơi. Nani? Vẫn không trả lời. Ai đứng ở đây đấy? Ai đây mẹ? Này. Này. Sao thế? Sao không nói thế? Úi giời ơi. Thì ra là cái áo vất ở trên cái cầu. Cứ tưởng là ai chứ nhỉ? Nhà này là nhà hoang mà. Làm gì có ai ở đâu. Mà thôi, ba mẹ con mình chia nhau đi tìm đi. Nhanh đi. Đi vâng ạ. Không đi ngoài này. Các bạn ơi, mẹ con mình tìm từ sáng đến giờ mới thấy cái nhà hoang này. Hy vọng sẽ tìm thấy em bác nhà mình ở trong đây. Các bạn nhìn này, ngôi nhà này lâu lắm không có người ở. Lên cái cầu thang hỏng hết rồi. Ôi mẹ. Sao mẹ lại đứng đây? Bỏ cái đèn pin ra đi. Mẹ đi tìm em bác đi ạ. Giống cái áo vừa nãy thôi mà. Mẹ con mình đến xem đi. Bà Minh Kỳ, chị Linh, chị Anh. Là cháu mà. Cháu là Minh Khoa. Ô, là Minh Khoa. Minh Khoa, em là ở đây. Trời ơi, em và Minh Khoa đang chơi trốn tìm với anh ra bảo. Em mới để trốn mà. Mọi người vào đây làm gì? Chơi trốn tìm ở trong đây nhá. Nếu không, mẹ con ta sẽ cho người biết tay. Một mình ơi, không giấu lại ba mẹ con cho ta đâu.
Các người đừng vội đắc ý, xem ta đây. Nó phân thân là ba rồi kìa. Cũng chả sao cả, mẹ con mình mà đàn đây lại thì nhất định sẽ tiêu diệt nó chúng nó. Quyết tâm. Mọi người ơi, cố lên. Chúng cháu chỉ giúp mọi người đưa đến đây thôi. Bây giờ chúng cháu đi về đây. Đứng ngoài đây, ta mới lấy nhau. Sợ lắm. Ai ôi mà. Baby. Chị biết rồi, xin lại bác nha. Yeah. Mẹ con mình đã giải cứu được em bác an toàn rồi. Mau ra khỏi đây đi. Vâng ạ. Đi nhanh lên mẹ ơi. Khánh Linh ơi, Hà Anh ơi, 6:30 rồi không dậy đi học à? Hai cái đứa này ngay ngủ quên rồi. Bác ơi, em có sợ lắm không? Cái con Skippy đi này có gì mà phải sợ, thì có ba chị đây rồi mà. Hai cái đứa này lại ngủ mơ, nói linh tinh cái gì không biết. Mẹ đi, mẹ dậy đi. Mẹ, mẹ ơi, mẹ con mình vừa giải cứu em bắp ở nhà hoa mẹ nhờ. Giải cứu em bắp nào, nhà hoa nào? Em bắp đang nằm ở dưới kia mà. Mẹ mơ cái gì đúng không? Rõ ràng cái con Skippy đi nó bắt cóc em bắp nhà mình mà mẹ. Tối qua lại thức đến 12